Dạ, và xe 3 thì như mình nói là xe cuối cùng, dạ. Và khó nhất thì mình theo mình thấy là vẫn ở tập trung của xe 2, dạ. Mọi người lạ lẫm với cả Grabman, mọi người lạ lẫm với cả về cái file layout, mọi người lạ lẫm với các lead view, mọi người xử lý phân chia nào cho hợp lý, dạ. Và như mình nói là mỗi người có một cái cách code và thể hiện code riêng, dạ. Ví dụ như mọi người thấy ở ở trong bài thì họ chỉ tạo hai cái Grabman, nhưng mà mình lại tạo ba cái Grabman, dạ. Nên tùy mỗi người có một cái cách code, mỗi người có cách thể hiện là khác nhau, dạ. Nên là không ai giống ai, nên là cụ tiêu chung lại mọi người đáp ứng cho mình đủ cái chức năng và đủ cái màn hình mọi người yêu cầu của nó yêu cầu là được, chứ không nhất thiết là mọi người phải tất nhiên như mình nói là về mặt tối ưu cốt nhé, vẫn vẫn tối ưu, vẫn tuyệt tối ưu cốt rồi vẫn có. Ví dụ như có một bạn một người đối chung mình ta tắt loa vậy. Ok, mình xin lỗi một chút nhé, mình tắt loa điện thoại cái nó hơi ồn. Đây chính mình nói mà thì là cái phần code thế nào thì tùy mỗi người, nhưng mà như mình nói là nó phải có cái thể hiện được đúng về cái mặt nội dung của cái code và cũng như về cái mặt clean code chưa, nó sẽ tối ưu nào. Như mình nói là mình có thể mình tạo như trong bài thì có hai cái fragment thôi cũng được, mình có thể ba fragment, có bạn thì bốn fragment, có bạn thì năm fragment, có bạn thì sáu fragment là nhiều lắm rồi đấy chưa? Nhưng mà như mình nói là nó ở tối ưu về cái mặt là như nào, dụ đề bài là nó chỉ có một file Java, mình có thể là thêm bớt kiểu hai file Java, ba file Java thì ok, chứ mọi người đừng thêm quá nhiều. Và cũng như là cái hướng mọi người xử lý sau nó sẽ tối nó sẽ tối ưu nhất. Chứ? Ở sai một nó không cấm mọi người là thể hiện cho mình là chín cái file detail của cái con vật đúng không ạ, nhưng nó là cái file của cái bờ sai mọi người nhớ ạ, là có danh sách của chín con vật đúng không ạ, mình phải tạo ra chín cái danh sách detail. Nếu nếu như mình học về cái activity ban đầu đúng không ạ, là activity là nó thể hiện là những cái màn hình giao diện của cái ở cái máy phải mọi người, bởi vì là nó có bao nhiêu màn hình thì nó sẽ có bấy nhiêu activity, yeah. Và thằng Fragment nó sinh ra thì là nó sẽ giải quyết để cái vấn đề mà mọi người sẽ lặp đi lặp lại những cái layout và như là giúp mọi người tối ưu lại cái activity không ạ. Đấy, nhưng mình nói là thế không ạ. Nhưng mà lúc ấy là mình chưa học về Fragment nên mình không biết được cái đấy, chưa chín danh sách danh sách chín con vật thì mình phải tạo chín cái detail con vật đúng không ạ. Thì theo mình thấy mình tất nhiên mình không làm theo hướng đấy, mình không biết, thì có thể là mentor sẽ chấp nhận mọi người cái hướng đấy xử lý vẫn được, chưa? Tức là mình chưa học về Fragment, mình chưa học về lead view và mình cũng chưa biết là cái cách tối ưu thể hiện ra sao, thì mình làm theo cách đấy thì cũng được, chưa? Đấy, hoàn toàn thì ok. Nhưng mà theo cái mặt về nếu mà code đúng và cũng như là mình mọi người làm một người lập trình viên thì cái đấy nó không được đúng không ạ. Đấy, 9 con vật mới sâu mình trong 100 con vật đúng không ạ, 1.000 con vật thì cái đấy không được đúng không ạ. Nhưng mà nếu mà đối với mà cái bạn nào mới mà assignment 1 ấy mà mentor dễ tính mà cũng chấp nhận được ấy thì là mình thấy hoàn toàn được ok ạ. Nhưng mà như mình nói là mọi người có thể là làm theo hai hướng, là một là fix cứng như mình nói giá trị một fix cứng vào, cái thứ hai mọi người làm theo hướng lead view như mình cũng được đúng không ạ. Đấy thì có hai hướng mọi người xử lý đấy đúng không ạ. Thế tùy vào bài toán mọi người sẽ linh hoạt lên, nhưng mà linh hoạt theo cách mà mình vẫn phải xử lý tốt được bài toán và cũng đáp ứng đủ chức năng cho mình yêu cầu nhé, ok ạ. Và ở phần 3 đây thì là cái nội dung này là nó chỉ là thêm mắm thêm muối thôi, tức là mọi người có thể là tức là như nói ở phần 2 thì mọi người sẽ cái khung nó có thể thả tim con vật rồi thì hiển thị danh sách con vật các thứ, thì hôm nay mình chỉ cần làm hai thêm hai chức năng chính thôi là từng từng thông tin con vật một đấy thì nó có cái số thoại con vật. Đấy, từ từng con khỉ một, con khỉ nó có số thoại con khỉ này, con voi nó có số thoại con voi này, con lợn nó có số thoại con lợn này. Đấy, và mọi người có thể gọi cho nó được, gọi được các thứ này. Đấy, và mọi người có thể thả tim được, thì thả tim buổi trước mình làm đúng không ạ, nhưng mà thả tim đây là mình sẽ làm là mình thêm một bước nữa là mình sẽ lưu trạng thái nó, chưa? Tức là sao có hai vấn đề mình đề cập là mình sẽ phải lưu số thoại của từng con vật và trạng thái tim luôn vật, chưa? Mình tắt ứng dụng đi, chưa? Tháng sau mình mở lại thì nó vẫn có trạng thái thế, chưa? Tháng tháng sau nữa mình mở lại nó vẫn cái trạng thái thế, chưa? Và thứ hai là mình sẽ phải thực hậu, mà thứ hai mình sẽ lại thực hiện được cái cuộc gọi đấy cho từng con vật, ok chưa? Đấy, hai cái vấn đề đấy coi như mọi người thấy là nó khá đơn giản thôi, nhưng mà nó xử lý nó cũng thêm bớt code và cũng như là có một số các hàm mọi người phải tạo thêm ấy, ok chưa? Thì mình sẽ đi sâu về bài buổi hôm nay mọi người nhé. À, nếu mà ai cần đấy thì hôm nay mình chỉ ôn lại cho mọi người một số lý sơ qua về lý thuyết về cái service thôi, và tập trung về mọi người một cái là cái broadcast receiver, chưa? Và nếu mà thêm thêm nữa thì mình làm cho mọi người ôn lại mọi người cái dialog, chưa? Dialog thì cái buổi mà nói về có một cái buổi về nói về dialog và thằng gì nhỉ, thằng custom tốt đấy, thì mình đã nói về cái này khá nhiều rồi. Nếu mà ai cần thì có xem lại nhé, thì cái này mình cũng nói qua một người dialog thôi, nhưng mà mình tập trung chủ yếu là nó lại về cái phần service đấy, cụ thể nó là cái broadcast receiver giúp mọi người thể là thực hiện về những cái cuộc gọi mọi người, ok chưa? Đấy thì chắc là mình sẽ ôn lại một chút nhỉ, hay 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 sẽ demo một người chút nhỉ.
Có chắc mình nghĩ mình sẽ ôn lại chút đi, sau 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 rồi mình sẽ demo chưa? Đấy, bãi sân ba mọi người nhớ mình hai cái nhé. Đầu tiên là mình sẽ phải lưu được cái số thoại con vật và trả lại tim con vật chưa? Mình tắt đi, tháng sau mình mở lại, tháng sau nữa mình mở lại, năm sau mình mở lại thì nó vẫn lưu được cái thông từng cái thông tin của mình, nó không mất đi chưa? Và thứ hai mình sẽ thực hiện được cái cuộc gọi con vật đấy chưa? Cho từng con vật, một con khỉ, con sư tử, con voi, con cá sấu, thì mình thử gọi được con nó sau. Ok chưa? Đấy, mình sẽ ôn lại mọi người số kiến thức về cái bộ các receiver nhé. Còn nếu ai cần thì có thể là cái kiến thức về set preference như mình nói là mình sẽ không ôn lại nhé. Nếu ai cần có thể xem lại 4 trước chưa? Và tí mình cũng thể nhắc lại sơ qua về nó chút nữa, những cái về set preference này và set preference editor là gì các thứ đấy, mình nói cụ thể trong code chứ mình không làm một một cái bài riêng. Nếu ai cần thì xem cho mình video bài 4 trước, bài 8 ấy mình chưa lát thì mình đã nói về cái rất nhiều rồi chưa? Và coi như mọi người đã làm quen nó rất nhiều ấy. Nó y hệt những cái câu lệnh về fetch, cái câu lệnh fetch mình hoặc câu lệnh về intent ấy mọi người làm ấy. Intent các thứ bằng intent.get, intent các thứ này, intent.get string, intent với in các thứ đấy mọi người làm rất nhiều mà. Đấy. Mọi người xem lại cho mình cái đây service đây. Trước khi nói về service thì mình sẽ nói về cái mọi người cái quyền người dùng. Nhưng mà mọi người là mọi người tạo một cái ứng dụng, tức là giống như là mọi người làm hiểu đơn giản cho mình là cái xin quyền đấy thì nó giống như là cái việc mà mọi người mua nhà chung cư ấy chưa? Thì có một cái anh đứng lên, anh mua đất chưa? Thì anh ấy xây cho mọi người một cái tòa nhà rất là to, rất là cao chưa? Và cái tòa nhà đấy thì nó giống như một cái chung cư, tức là mọi người có thể vào ấy ở được, mọi người phải thuê phòng hoặc mọi người phải mua cái phòng đấy chưa? Đấy, thì thuê phòng mua phòng đấy thì mọi người cũng phải chịu những cái sự quản lý của cái người mà khu chung cư đấy, ví dụ như là cái luật về những kiểu luật bảo vệ này, luật bảo an này, luật an ninh, rồi thì luật về môi trường sạch đẹp này, luật nước uống sạch các thứ đúng không ạ? Thì nó phải đảm bảo những cái đấy để mà nó sẽ giúp giữ gìn môi trường vệ sinh xung quanh ấy. Còn như mọi người phải xin kiểu như phải xin phải có kiểu cái dấu sổ đỏ các thứ ấy, mọi người phải mua ấy, kiểu kiểu thế đúng không ạ? Thì cũng như mọi người mua nhà thôi, nhưng mà nó sẽ nhiều người ở ấy thôi đúng không ạ? Đấy, thì thằng bằng permission nó cũng thế chứ, thì thằng Android nó được sinh ra nó cái hệ điều hành mọi người sử dụng chứ. Bây giờ tôi có một ứng dụng, tôi là một người lập trình viên rồi, tôi sinh ra một ứng dụng, có thể ứng dụng về đọc báo, ứng dụng về nghe nhạc, ứng dụng về chơi game, ứng dụng về giải trí, mất tất cả ứng dụng chưa? Nhưng mà bây giờ có một cái là ứng dụng của tôi ấy, thì tôi vẫn muốn sử dụng được những cái về chức năng của anh. Ví dụ như ứng dụng của tôi là chơi game đi, nhưng mà tôi vẫn muốn can thiệp vào, ví dụ khi tôi chơi game này thì tôi không muốn nhận được cuộc gọi bên ngoài đúng không ạ? Khi tôi chơi game mà tôi không muốn nhận được tin nhắn bên ngoài, khi tôi chơi game mà tôi không muốn là, tức là cái chế độ của tôi là phải chế độ im lặng từ lại thế, thì đại loại thế, tức là mọi người phải đang là mọi người đang can thiệp vào cái hệ thống của thằng Android chưa? Lúc đấy thì mọi người phải xin quyền từ thằng ứng dụng này cho thằng sang Android đúng không? Như mình nói thằng ở chung cư ấy thì mọi người phải có cái sổ đỏ này, mọi người phải xin cấp quyền, rồi thì có những cái về luật kiểu bảo an này, luật giữ gìn vệ sinh môi trường các thứ đấy, mọi người phải đáp ứng cái đấy thì nó mới cho mọi người ở đúng không? Hoặc là nó với kiểu như là nó là một cái nội nội quy ấy. Thì thằng Android đấy nó sinh ra một cái nội quy, khi anh là một ứng dụng thì anh có muốn cái quyền mà tôi đáp ứng được ấy, thì anh phải xin cấp quyền tôi. Ok chưa? Anh muốn chơi game này mà không có nhạc chuông hay là tin nhắn đến hay là cuộc gọi đến mà ầm ĩ thì anh phải xin quyền tôi, để tôi biết được là tôi sẽ can thiệp, là tôi không cho, khi anh vào cái ứng dụng đấy thì tôi không cho những cái quyền, cái cuộc gọi đến đấy thì nó không xâm nhập vào của anh. Ok, mọi người hiểu đơn giản như mình thấy nhé. Và tất nhiên là cái xin quyền như mình nói là nó rất là nguy hiểm đúng không? Nó rất nguy hiểm một cái là nếu mọi người không kiểm soát tốt được cái quyền đấy thì nó sẽ sinh ra những cái hậu quả về sau, giống như là mọi người khi mọi người vào ứng dụng mọi người phải đọc kỹ cho mình những cái quyền này nhé chưa? Tất nhiên mình đã không nói về những cái điều 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 lệ điều luật, cái điều luật đấy, ví dụ như là ai accept gì đó ấy, thì cái đấy mình cũng accept luôn thôi, mình không đọc nhiều quá. Nhưng mà những cái quyền, ví dụ như là nó bảo cho quyền phải đọc ghi bộ nhớ này, hay quyền phải đọc ghi file ảnh này, thì mọi người phải kiểm tra cho mình tốt nhé chưa? Bởi vì đôi khi đừng có một cái ứng dụng tốt thì không sao, ứng dụng các thứ tốt thì không sao ấy, nhưng mà một số ứng dụng xấu ấy mà nó lợi dụng những cái lỗ hổng bảo mật ấy, hoặc như là về những cái dữ liệu mọi người ấy, mà nó bán đi thì nó sẽ kiếm được cái lợi nhuận về sau, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái dữ liệu của mình nữa, những cái file quan trọng này, những cái hình ảnh quan trọng này, những cái tệp tin mình, công việc thứ quan trọng nữa. Thế mình nói là mọi người kiểm soát tốt cho mình cái permission nhé. Và đi làm ấy, cái này nó cũng phải mọi người phải nghiêm ngặt đấy. Thế như mình nhớ không nhầm thì đi làm nếu mà code cái này thì nó có một cái có nó có một cái rule ấy, cho từng dự án một đấy, tức là ứng dụng này của tôi nó sẽ có từng quyền này một ấy, thì anh sẽ cho vào thôi, chứ có những một số các permission các quyền khác ấy, thì không được cho vào can thiệp đâu. Ok, tức là nó không can thiệp quá sâu đâu. Ok chưa? Đấy, thì một số quyền mà người thấy này đấy có thể gửi và xem tin nhắn này đấy. Thì trên cái thì đa số là những cái ứng dụng mà mọi người giống như là Messenger với Zalo ấy, thì cái này không tránh được nữa, nó thể gửi tin nhắn đấy. Ok chưa? Và cái này nó sẽ chia thành hai quyền chính là permission thường và cái permission nguy hiểm. Thường thì mọi người
nếu mà cái quyền thông thường mọi người có thể thấy là ví dụ quyền về ứng dụng mọi người có thể truy cập internet này, truy cập vào những cái ứng dụng Chrome View này, hoặc là truy cập vào những cái về tức là nó rất là bình thường, nó thể truy cập vào những cái chế độ in lặng của cái máy chạy mọi người, tức là cái nó rất bình thường mà nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái ứng dụng này, cái thoại mọi người ấy. Ok chưa? Còn ứng dụng nguy hiểm như mình nói là nó sẽ can thiệp vào cái bộ nhớ mọi người, can thiệp về địa chỉ bộ nhớ này, can thiệp về cái camera này, can thiệp về những cái trạng thái cuộc gọi này, những cái nội dung về cái lốc của tin nhắn mình này, hoặc cái lốc về album của ảnh ấy. Đấy, nó rất là nguy hiểm. Mọi người phải đọc kỹ cho mình để mà mọi người thể tránh được những cái mà sai sót hay rủi ro khi mọi người thao tác những cái ứng dụng ấy. Được. Đấy, đây. Đây, cái này thì cái bước mình nói rất nhiều đúng không ạ? Cyber SNS này. Đấy. Thì mọi người cái này là quyền về gửi gửi tin nhắn đấy, và nhớ đến mình nhé, cái phần Android Manifest là cái nơi mà cấp quyền, và cũng như cái file Java là cái nơi mà người trích quyền. Ok ạ, Manifest là cái nơi mà cấp quyền nó sử dụng cái use 2.permission và người chọn quyền tương ứng chưa, và cái file Java là cái nơi mà người trích quyền. Đây có nút check đây đã bỏ vào, mọi người xây dựng cho mình cái có thằng này on request này. Đấy, tức là nó có yêu cầu, nó có yêu cầu mà khi mà cấp cái quyền vào tụ vào ứng dụng mọi người hiển thị cái thông báo ra ấy, là tôi muốn cái quyền này 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 đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ chạy vào cái hàm này mọi người này, thì nó sẽ bảo là nó có một cái thông báo đến này, thì mày có cho phép là nó cấp quyền hay không, và tất nhiên như nó là nó sẽ check dựa vào cái SDK mọi người, tức là cái SDK mọi người tùy vào cái version ấy, nó thông thường là nó như nó lớn hơn 2, 3 gì ấy thì nó sẽ có cấp quyền. Đấy thì cái này thì mình không nghiên cứu quá sâu, tức là đơn giản là mọi người manifest thì mọi người check quyền nó, mọi người có cái mọi người lựa chọn quyền nó. Yeah, đúng hơn là lựa lựa chọn quyền nó, để file Java thì mọi người check quyền nó chưa, yeah, và dùng những cái câu check này thì mọi người đã nhìn rất nhiều luôn. Đấy, cái này thì nó thể đấy. Nếu nếu mà quyền tôi là đúng với quyền của FF, cái quyền mà gửi tin nhắn thì tôi sẽ làm cái gì đấy, tôi thông báo cho anh tôi làm cái gì đấy chưa, yeah, còn nếu mà else thì tôi chỉ thông báo ra là bạn bạn phải cấp cho tôi quyền này tôi mới được thao tác ứng dụng của bạn, kiểu kiểu thế đấy. Thông thường thì mọi người chỉ cần check cho mình cái quyền là nó bị fail, tức là người dùng người ta không ấn vào ấy, còn đâu là nếu mà ta ấn vào thì mọi người chỉ cần làm thao tác thì cái bên trong thôi, và mọi người có nhớ cho mình cái từ khóa là return không? Đấy, return nếu nếu mà sai thì mọi người return về, nó không chạy bên kia bên dưới, còn nếu mà đúng thì nó chạy phép về chạy bên dưới, ok chưa? Đấy, thì là cái đấy mình đã bảo mọi người rất nhiều rồi, nhớ là mình những quyền quản lý thằng này nhé, cho tốt, chưa? Mình cần có những quyền gì thì mình sẽ xin, chưa? Vì đôi khi một số mọi người xin quyền ấy, ví dụ cái Android cái file manifest này mọi người xin quyền ấy, thì mọi người không sử dụng nó vậy thì mọi người không kiểm soát được nó tốt thì nó cũng là cái lỗ hổng, cũng như là một tối là mọi người phải kiểm soát tốt cho mình cái này được. Bây giờ phát nhạc này, vòng đời media player này mình cũng nói sâu này, ứng dụng phát nhạc này, đối tượng về service này, service này nó lại đi chứ, service là một cái tứ đại component, mình không biết là từ tứ đại component là nó có bao gồm như thế nào đâu, ok chưa, tức là nó vẽ thôi chứ đơn giản cho mình là thằng service ấy, nó sẽ là một context, nó cũng là một thuộc cái context của mọi người, context thì mình nói là nó sẽ có ba thằng chính luôn, đầu tiên là thằng application context tức ứng dụng mọi người, hai là thằng về activity tức là cái thằng từng cái giai đoạn màn hình mọi người, màn hình main, màn hình về trang chủ, màn hình về chi tiết, màn hình về cuộc gọi, màn hình về trạng thái team, màn hình các thứ, màn hình mua sắm, màn hình đỏ hàng, thứ đây thì nó sẽ là cái activity mọi người. Và thứ hai thằng service mọi người, service này mình muốn nói là nó sẽ là một cái ứng dụng để chạy ngầm, tức là nó có thể là đơn giản thôi là nó không tất cả những thằng trên đấy là mọi người có thể thao tác ở trên cái màn hình được, tức là nó có vai trò nó sẽ hiển thị được, hai ở trên nó có vai trò hiển thị được, nhưng mà thằng service này nó là một cái bộ bộ lõi công nghệ nó chạy ngầm ấy. Nó mọi người đơn giản cho mình là hiểu nó giống như cái pin của cái từng cái thiết bị mọi người, nó là pin của cái điện thoại mọi người này, à của pin của cái con chuột mọi người này, pin của cái điều khiển vô tuyến mọi người đấy, tức là nó làm ứng dụng để chạy ngầm bên trong, nó không thể hiện ra bên ngoài chưa. Đấy người cho mình đấy, đây cái đối tượng về broadcast receiver là hai cái anten, anten mọi người hiểu đơn giản cho mình là nó cũng giống như cái mà anten, đơn giản đây là nếu nếu mà nó vào con robot đó, thì nó sẽ là những cái thiết bị mà nó sẽ nhận những cái sóng, nhận và gửi những cái sóng về cho cái thiết bị điều khiển của mình. Mình gửi cái sóng đấy cho con robot là mày phải giơ tay lên thì nó sẽ nhận được là à ông chủ này cái điều khiển này bảo mình đang giơ tay lên thì mình sẽ giơ tay lên kiểu kiểu thế. Và nó y hệt như cái những cái về ô tô điều khiển từ xa, tức là cái thằng broadcast receiver này nó giống như cái bộ thu phát sóng mọi người. Ok ạ, khi mà nó áp dụng vào thằng Android ấy, thì nó sẽ là thu nhận những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn. Hiện tại như mình chỉ làm việc với nó là mình chỉ hiểu nó thôi không? Thằng broadcast receiver này nó sẽ thao tác đến là nó sẽ gửi nhỉ, phục chéo này, nhận này, những cái tin nhắn cuộc gọi của mình để thao tác và xử lý nó. Ok chưa? Đấy. Một kiểu đơn giản nó mình thế, tức là cái vai trò của nó rất còn nhiều phía sau nữa, nhưng mà mình thao tác chủ yếu về tại trong cái bài này ấy, là mình sẽ thao tác về cuộc gọi gửi và nhận nó để nó sẽ hiển thị. Ok chưa?
cái topic của đây nó rất nhiều thằng foreground service này, background service này, mouth service thì mình nói rất nhiều rồi. Chợ, có thể nó cái này thì bài service thì nó khá trừu tượng mọi người. Ok, nếu ai cần thì mọi người xem lại cho mình nhé. Đấy. Đơn giản service là mọi người sẽ cái ngữ cảnh ở trong cái ứng dụng mọi người thôi. Và thằng service này nó sẽ có một cái khái niệm, đó là cái thằng broadcast receiver, nó là một cái anten của con robot. Thì anten robot là mình có thể đơn giản cho mình là nó sẽ gửi nhận những cái sóng vô tuyến để mà nó về những cái thiết bị điều khiển từ xa nó, và áp dụng cho Android là nó sẽ là những cái thiết bị mà mình sẽ gửi và nhận cái tin nhắn mọi người, tin nhắn này của gọi mọi người, ok chưa? Tài liệu đọc này, các thứ này, service này, đây, nó có thằng về broadcast service đây để mình xem nào, tài liệu đọc này. Mình rất tiếc khi một cái bài mà assignment này mà nó không có một cái bài broadcast receiver cho một cái bài riêng, ok chưa? Mình không biết tại sao. Đấy, không biết tại sao mà một cái bài như này thì nó lại mất đi một cái bài như thế. Đây, cái này thì mình nói qua nhé, thì tí vào một cái đây, mình có một trang vi thằng vi prosa, mình không biết thằng này nào đấy, thì nó mình có một cái thì kết nối với Google Develop này khá hay này, học về công nghệ vi chính viễn thông à? Tổ chức ở học viện à, 16 tháng 7, ôi quá lâu rồi mà. Bây giờ mình mới đọc, ok đấy. Đấy, thì đơn giản thằng này nó thằng đây, khi mọi người kế thừa, tức là một cái class mọi người muốn sử dụng đến thằng broadcast receiver thì mọi người phải extend cho mình là thằng broadcast receiver nó hiện như cái thằng fragment mọi người ấy. Nếu mà cái class này của mọi người ấy, là nó là thằng fragment thì mọi người phải extend cho mình là thằng fragment. Class này của mọi người là thằng activity thì mọi người phải extend cho mình cái gì ạ? Extend cho mình thằng app compact.activity. Đấy, tức là mọi người phải cái class nào mọi người định nghĩa ra ấy, mọi người sử dụng nó ấy, thì mọi người phải extend cho mình cái thằng đấy vào. Thì extend thằng muốn sử dụng thằng broadcast receiver thì mọi người phải extend cho mình thằng broadcast receiver. Thì nó sẽ có hàm là thằng on receiver, tức là nó sẽ nhận, tức là cái nơi nhận những cái request, những cái dữ liệu mọi người phải đưa về để nó sẽ xử lý, nó sẽ tái sử tiếp sử dụng của mọi người. Ok, đây cái file code Java mọi người đây. Đấy, cái hàm về my broadcast receiver nó extend cho mọi người từ broadcast receiver này, chưa? Đây nó có một cái static và static final tag này. Cái tag này thì đơn giản như nó là nó sẽ cái log mọi người đưa thôi, chưa? Cái log mọi người đưa ra này, đây, cái log mọi người ra đây. Nó giống như một cái chuỗi string đấy, nó không có cái, nó không phải là cái key gì đâu mọi người, không quan trọng đấy nhé. Đấy, nó có cái hàm này, nó override lại từ một cái hàm này on receiver, tức là nó có nơi mà gửi nhận cái dữ liệu của request mọi người đưa về, chưa? Nó chuyển mã 256 là dữ liệu cái context cảnh mọi người này, thằng item. Tại sao có thằng item đây? Thằng cái tên đây nó sinh ra ấy, nhưng mà nó là cái thằng broadcast receiver, thằng broadcast receiver nó sẽ nơi gửi nhận những cái request, những cái dữ liệu của người thông qua ứng dụng về tin nhắn cuộc gọi, đúng không ạ? Mà đã tin nhắn cuộc gọi rồi thì nó là cái gì ạ? Nó là những cái ứng dụng bên thứ ba, ok ạ? Tức là ở đây là mình ngoài cái quyền mình phải xin cho phép là thao tác những cái ứng dụng bên thứ ba ra thì mình sử dụng một thằng nữa là thằng intent không thường minh, đúng không? Bởi vì mình đã thao tác bên đối tượng bên thứ ba, nhưng mình nói là nếu mọi người thao tác ứng dụng với ứng dụng, tức là ứng dụng là ở trong cái màn hình mình, từ màn hình với nhau thì thằng intent ok không ạ? Nhưng mà khi mà người thao tác từ cái ứng dụng mình này sang ứng dụng bên thứ ba, ứng dụng bên nhà ba là bên ứng dụng của những thằng Android nó cài đặt sẵn ấy, ở trong máy nó ấy. Có thể là ứng dụng về tin nhắn này, ứng dụng về Google Maps này, ứng dụng về nhật ký file thứ này, đọc đọc đi file thứ này, thì nó ứng dụng bên thứ ba thì mình phải có một thằng intent. Intent đây là đóng vai trò là thằng intent về không tường minh, ok chưa? Để nhớ cho mình thằng đấy nhé. Đấy, đơn giản nó có thằng intent nó khởi tạo này, sau nó chấm tu UI này, nó sử dụng nó đưa vào cái đường dẫn mọi người này, intent stream này, chấm to string này, đây cái đường dẫn của nó này mọi người này, action này, chấm get action này, có một cái string builder này thì nó như là một chuỗi mọi người, nó sẽ nối chuỗi mọi người vào, ok, nó sẽ nối chuỗi mọi người vào đây, sau nó sẽ toast lên cái thằng câu lệnh này, ok vậy? Đấy. Đấy, cái này nó khá đơn giản, mọi người chưa có gì là khó khó quá. Đơn giản cho mình là thằng này muốn sử dụng thì nó mới extend thì thằng broadcast receiver. Receiver nó có cái hàm là on receiver thì nó cái nơi nó sẽ gửi nhận cái dữ liệu mọi người, và nó chuyển mã 25 số là cái context và cái intent của mình. Chưa? Tầng tên tại sao xuất hiện, bởi vì nó cái ứng dụng về gửi và nhận cái dữ liệu về tin nhắn và cái tin nhắn về cuộc gọi, đúng không ạ? Thế nên là nó phải có một thằng intent là intent không tường minh để thao tác với cả ứng dụng bên thứ ba, ok chưa? Đấy, đây có một thằng gửi broadcast mọi người này, tại gửi broadcast này thì nó cũng ứng dụng về public extra. Đấy, y hệt như cái thằng về gửi dữ liệu của mọi người ạ. Ok ạ, đây là một thằng về xem broadcast này, chưa? Thằng kia của mọi người có thằng một thằng nào để start trong activity, đúng không ạ? Đấy, mọi người sẽ gửi thằng item vào thôi, chưa? Thằng này thì khác, thằng này thì nó sẽ xem broadcast, nó sẽ gửi cái dữ liệu mọi người đi thôi, chưa? Nó y hệt mọi người này, item new item set action này, chuyển cái action mọi người đưa vào này, con receiver này, put extra này, extra nó chuyển vào 256 số nó key và value mọi người này, ok chưa? Và xem broadcast này nó chuyển vào thằng item vào thôi, y hệt
Y hiện chả khác gì cái thằng item mà người gửi dữ liệu ạ. Đấy. Một người học cái thằng này ấy, nó chỉ xoay quanh hai vấn đề là gửi nhận dữ liệu thôi. Chứ đa số những cái ngôn ngữ lập trình ấy, mọi người học ấy thì nó cũng chỉ thao tác về tương tự về thêm này, sửa này, xóa này. Chứ cụ thể hóa nó mọi người có thể làm về cái bài về thương mại tử mọi người thấy không ạ? Đấy, nó thể xoay cái vấn đề về thêm sửa xóa thôi, thêm vào giỏ vàng, xóa vào giỏ hàng, chưa? Thêm vào những cái về hóa đơn thanh toán, thứ đấy. Thì thằng anh cũng thế chứ, mọi người thêm những dữ liệu mới vào. Đấy, mọi người nhớ cho mình khi mọi người nó giống như cái mục mà khi mọi người thêm trạng thái của trái tim vào ấy. À, khi mọi người ấn nút trái tim ấy thì nó sẽ hiển thị về cái trái tim mọi người hiện 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 đỏ và lưu ạ. Đấy, đơn giản là nó thêm trạng thái thôi. Và khi mọi người ấn vào lần nữa thì nó sẽ là mất trái tim đi không ạ? Thì đơn giản là mọi người sẽ xóa trạng thái đi. Đơn giản cái ngôn lập trình thì sẽ có vấn đề là thêm sửa và xóa. Có như cái tìm kiếm này, đấy, thêm sửa tìm kiếm, đấy, có bốn vấn đề đấy mọi người phải lưu ý cho mình thôi. Ok ạ, thêm sửa xóa này, xem tìm kiếm, nếu chuẩn nhất thì năm 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 cái, ok ạ, đấy, chuẩn nhất năm cái, dạ bố cát bởi thằng permission này, nhận permission này, còn nhắc, ok ạ, đây mình đi tìm qua ngày thôi, nhận. Mình sẽ đi sâu thằng bố cát receiver mọi người xem, đấy, receiver này, đấy, mình đọc qua thằng ngày chút nhé, ấy mình sẽ gửi link cho mọi người xem thằng này, ok ạ, mình sẽ gửi hai link cho mọi người xem tham khảo luôn. Hai link vào thằng tài liệu đọc này. Ok chưa? Đấy, service thì mình chỉ cần nhất thằng này mọi người thôi. Xem pre mình nói rất nhiều rồi này. Hôm nay mình sẽ học về cái thằng broadcast receiver sâu hơn này. Custom tốt mình bảo mọi người rồi đúng không ạ? Custom tốt đơn giản mọi người thể xem lại cho mình nhá. Toast make gì gì đó rồi set duration cái thứ mọi người hiển thị thao tác lên rồi mình nói về mọi người rồi đúng không ạ? Toast hoặc là custom tốt này mọi người thể xem lại cho mình này. Và thằng dialog thì cái buổi về nói về thằng bởi dialog nói về thằng service mình cũng nói về khá khá nhiều dialog ấy thì đây là mọi người về xử lý về đơn giản dialog thì nó cũng như là mọi người phải giống như cái custom tốt đấy mọi người sẽ cấp từng lại thôi và mọi người sẽ phải xử lý cho mình hai thằng nút nữa nút về save và nút về ok và nút cancel ok đấy cái bài dialog mình nói về khá nhiều người rồi chưa đấy hôm nay mình chỉ xoay quanh vấn đề broadcast receiver thôi đấy. Mình chỉ cần đủ bốn kiến thức đấy là mọi người sẽ làm được bài bài assignment 3 luôn này ok khá là dễ đấy. Dễ đây là tự tự dễ đây là mọi người cứ đi dần dần theo cái luồng mình cần ấy là làm được cho nên là cái bài xem bài này, nó vẫn là cái bài cuối và nó cũng có cái độ khó nó vẫn là nhất định ok chưa đấy, đó là bạn tự hỏi thống Android làm thế nào thì có nhận biết được tất cả những thay đổi hệ thống này rồi lắng nghe tin nhắn đến này hành động rút cắm sạc hành động cái tắt bật mạng đấy chưa như mình nói là nó sẽ chỉ được là gửi nhận những cái tin nhắn mọi người tin nhắn gọi đến luôn đấy ngoài ra nó có thể những cái thằng khác này là thằng về bộ cắt nó thể là rút cắm sạc này hoặc là hoạt động về tắt bật mạng này. Đấy thì nó có thể là bộ cắt receiver ok ạ bởi vì sao cái này nó cũng liên quan đến cái phần về service mọi người ấy. Nhưng mà nó là thằng service này thì nó sẽ cái ứng dụng mọi người chạy ngầm bên trong được. Mà đã chạy ngầm bên trong ấy, thì nó sẽ đảm bảo những cái yếu tố về hệ thống mọi người ấy. Nó sẽ nhận được những cái thay đổi như nào được. Đơn giản thằng service là có thể dịch cái văn xe ôm nó có thể là service nó sẽ nhận được những cái sự thay đổi trong ứng dụng mọi người hiện tại từng thời điểm đấy có thể là nghe cuộc gọi đến này của độ rút cắm sạc này đấy thì đa thì như thế nó cũng là một cái trạng thái context ấy. Là cái ngữ cảnh khi cái ngữ cảnh một người thay đổi ấy, thì nó sẽ là cái khi cái ứng dụng một người thay đổi ấy, bất kỳ cái trạng thái nào ấy, thì nó sẽ là một cái context đúng không đấy một cái là một trong bốn component lớn trong Android này vừa đấy bảo là service này, chắc là service nó là kiểu nó là cha trong trong bốn cái này nó sẽ đại đại diện gọi một con receiver thể hoạt động được ngay khi ứng dụng người tắt đi này nghĩa là background chính là việc tương tác với cả thằng sử dụng service này một người thấy quen ạ khi tắt đi thì nó sẽ trở thành diện foreground service đúng không? Đấy như cái ứng dụng về media player mình minh họa một người trong service đấy dạ, mọi người xem lại cho mình nhé ví dụ là ấy rồi dạ. Tắt nhạc đi nhưng mình vẫn tắt cái màn hình đi nhưng mình vẫn nghe được nhạc về chợ để đăng ký về file Android Manifest này mình vào xem là đăng ký này mọi người thấy xem nó khác gì không ạ mọi người xem mình trên check quyền không có này check quyền không có này activity thì cái này thằng nào cũng có này à tôi thấy thấy có một cái lạ mọi người này receiver chấm broadcast item printer ok mọi người thấy là mới không ạ thằng này thì đơn giản mọi người thôi nó cũng như là như một thằng activity nhận nó khác muốn là thay một thằng mọi người là thằng này là thằng receiver ok nhận như mình nói là sao thằng này ấy, nó cũng là một cái đối tượng của thằng context luôn thế nên là nó vẫn mang đặc điểm y hệt như thằng activity được. Tức là sao nó vẫn mang được cái là tôi vẫn có một cái file code Java xử lý nhưng mà tôi không có cái file về giao diện xử lý thôi ok chưa ấy nó là kiểu thằng này thì nó là kiểu ok hơn thằng Fragment thằng Fragment nó là nửa vời nhá Fragment thì nó có thể là có file về giao diện và hoặc là có file về Java có file về giao diện nó hoặc là đôi khi thì nó chỉ có file về Java thôi nó không file giao diện ok ạ còn thằng về thằng broadcast receiver hoặc những thằng service khác ấy, thì nó là thằng đấy là nó chỉ có file Java thì nó không có giao diện kiểu kiểu thế tức là nó thằng này là nó không phải lương tính như thằng về thằng Fragment cái kiểu mọi người đơn giản mình thấy nhá đấy activity này
là chúng ấy thay một Brahmin. Thằng này là tên của thằng Bocat trong Thai Java. Thằng này là, nếu mà cái tên nó sẽ là Brocat.java. Ok, còn thằng Identifier như mình nói là cái file nó sẽ quy định thằng nào nó sẽ là được, tức đơn giản cho mình là nó thằng nào là nó sẽ được chạy trước ấy. Ok, thì thằng này nó được quy định là nó sẽ chạy trước, hoặc là nó sẽ chạy cùng khi mà thằng Bocat khi nó xử lý, thì thằng này nó sẽ chạy cùng. Ok, thằng Identifier này. Ok, đây sự kiện lắng nghe action này. Đây, tương tự sự kiện bật tắt chế độ máy bay này. À, thằng này đang về ví dụ là bật tắt về chế độ máy bay. Còn mình nếu mà mình về cái chế độ gửi gửi nhận cuộc gọi ấy, thì nó sẽ khác. Ok, không nhận bất kỳ thông báo này. Đấy, đây bố cát này, nói chung là cái tên là mọi người nhé. Đấy, đây chính là cái tên class của nó này. Chưa? Ok, đấy nó có hàm là on như mình nói extend thằng bố cát receiver ạ. Đấy, thằng receiver nó sẽ vào và chuyển 28 số này. Ok, đây thì họ họ đang lốc ra mọi người, họ lốc ra thôi. Đăng ký trong cái file Java. Đấy. Ngoài cái việc mọi người đăng ký trong file manifest ra thì mọi người đăng ký cho mình trong cái Java cũng được. Chưa? Đây file Java đây. Nhưng mà nhớ cho mình nhé, thằng nào mọi người khởi động lên đầu tiên ấy thì nó sẽ là cái nơi mọi người đăng ký. Chưa? Ok mọi người hiểu không ạ? Ví dụ thằng này là nó khởi động thằng main activity đầu tiên lên, tức là nó bật cái Android lên ấy, thì nó sẽ khởi động thằng main activity đầu tiên, thì nó sẽ đăng ký trong thằng activity main activity. Chưa? Nên nếu mọi người khởi động thằng một thằng nào đó activity khác thì mọi người phải đăng ký cho trong đấy, chứ không phải là đăng ký trong main activity đâu nhé. Chưa? Đây thì nghe nó khá đơn giản thôi, thì nó có một cái đối tượng bố cát này, nó khai tạo đối tượng bố cát này, new bố cát này, có đối tượng về intent filter, nó chuyển một cái chế độ mọi người cần. Đây chuyển chế độ là airplane, chế độ về máy bay ấy. Mọi người có thể chuyển đổi chế độ MS các thứ vào cũng được à, đúng không? Đây receiver này, để đăng ký này, chuyển hai cái bố cát và tập filter vào thôi. Được. Đấy, cái này tùy mọi người làm thôi, mọi người có thể chuyển cho mình sang file Java, chuyển cho mình trong cái file manifest. Ok chưa? Đây, cái này có thể customize nó, customize thì mình cũng không không mình không phải quan tâm quá nhiều mọi người. Đây test này. Đấy. Đấy, thì cái này mọi người đã gửi nhận cái dữ liệu trong thằng Bobcat ấy. Đấy, nó thằng là xem Bobcat mọi người này, đã chuyển đối tượng về intent mà thôi. Ok chưa? Đây, custom nó vẫn như thế này. Ok chưa? Bởi vì mọi người không 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 quan tâm về thằng này. Một số các quyền thì nó sẽ hạn chế bởi thằng này. Ok chưa? Đấy, thì đa số nó cũng chỉ có thế thôi. Đấy, thì quan trọng nhất mọi người nhớ cho mình là mọi người đăng ký nó trong cái file manifest hoặc file Java tùy mọi người, nhưng mà phải nhớ cho mình nếu đăng ký trong file Java ấy, thì phải đăng ký trong cái file khi mọi người khởi động cái máy lên ấy, thì nó sẽ khởi động cùng. Ok chưa? Và cũng như khi mọi người gửi cái dữ liệu ấy, gửi gửi cái liệu trong broadcast đấy, thì mọi người phải có thằng intent này. Được. Mọi người intent sử dụng thằng intent về intent không tưởng minh, và nhớ là xem broadcast nhé, chuyển đối tượng về intent. Ok chưa? Ok, đấy cái đối tượng hôm nay mình sẽ cần. Ok, mình sẽ đi vào xem ba mình phân tích mọi người đi. Được. Trước khi thì mình sẽ xem qua video của họ thì họ sẽ mô tả những cái gì. Ok chưa? 1 phút này, mình lựa chế độ 720 rồi. Đấy. Đấy, đầu tiên mọi người thấy không ạ? Mở ứng dụng lên này. Đấy, nó đầu tiên nó phải cho mọi người cấp cấp quyền. Ok, cấp quyền Allow và Deny. Cái thì mọi người nhớ cho mình là có hai bước làm. Đầu tiên mọi người phải cung cấp quyền nó trong cái file manifest. Ok chưa? Cái thứ hai là mọi người phải cho nào ạ? Mọi người phải check cho mình trong cái Java if else thứ check, vừa check điều kiện SDK lớn hơn hoặc bằng 23 hoặc API các thứ, check các thứ đúng không ạ? Có hàm về on request permission resign đúng không? Kiểu thế, mọi người check các thứ nhá. Allow. Đấy, nó có hai quyền mọi người thấy không ạ? Nó nháy nháy hai quyền liền. Chợ, đầu tiên là quyền về full scope lock. Đây đây, đầu quyền là quyền manager. Đấy, đầu quyền là manager quản lý với cái cuộc gọi. Chợ, hai quyền về cái lắng nghe cái những cái thông tin lock vậy. Một cái gọi đấy. Đấy, mọi người thấy không ạ? Để họ 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 ăn tim ấy. Ok chưa? Trạng thái tim. Trạng thái tim thì mình đã làm cho mọi người xong xem mình 3 ở chỗ số 12 không ạ? Đấy, ấn vào tim quay lại thì nó vẫn là lý trạng thái tim mình đã làm mọi người rồi không ạ? Nhưng mà đây thì có cái điều gì kỳ để mọi người này. Đấy, khi họ tắt cái ứng dụng họ bật lại này. Đấy, đây đây họ họ, họ tìm được. Đấy, khi họ tắt ứng dụng đi họ bật lại đúng không ạ? Thì nó vẫn lưu trạng thái tim. Được. Nhưng mà sai 12 thì mọi người khác, mọi người tắt đi ứng dụng đấy đi, mọi người bật lại thì nó mất chạy tin đi. Mọi người có thể thử lại cho mình sai 12 cũng được nhé. Mọi người bật lại, nếu mà nó vẫn lưu để chạy tin thì chứng tỏ là mọi người làm giỏi đấy, mà mọi người không cần phải dùng xem thương, mọi người vẫn làm được là mọi người làm giỏi đấy. Ok chưa? Đấy, tắt đi bật lại nó vẫn lưu chạy tin, thì thằng này là thằng set preference lưu lưu trạng thái nó vào. Ok đấy, mình hủy tin và mình lại có gọi đấy, thì ấn vào cái icon của gọi điện thoại này, nó có một cái thành phone lên. Các em mọi người thấy là thằng gì không ạ? Thằng này là thằng dialog mọi người, chưa? Dialog như mình nói là mọi người nó là cái đầu tiên là một thằng toast này.
tốt là chỉ đơn giản một cái thông báo nhỏ nhỏ thôi. Hai thằng custom tốt này là mọi người sẽ phải custom nó, mọi người để đưa ra những cái về thông báo đẹp này, những cái viền đen này, background đen này, background trắng này, chữ này có một cái icon nó có kiểu chữ này, và là set duration nó này, set text nó ra làm sao đúng không? Sau khi bạn nâng phèo nâng cấp của thằng custom tốt đấy là thằng về dialog này. Ok, đây mọi người hiểu đơn giản là dialog này thì nó chỉ là một cái khung, tức mọi người nó cũng chỉ là một cái item ấy. Item chỗ với nhau mọi người đưa ra thôi. Đã, mọi người đưa ra đã, để thị ra này, chỗ này nó có một cái hình này đấy, cái chỗ tìm tí mình vừa đưa ra là cái item, tìm một cái item XML. Ok thì tí mình đi rằng đấy, thằng này là cái viền màu đỏ là mình của mình là hình ảnh. Hình cái đơn giản thôi thì mọi người chỉ cần truyền cho mình cái hình ảnh của thằng, tức là mọi người đẩy cho mình lên cái thằng dữ liệu của thằng cái thằng background, tức là mọi người có hai cái background ạ. À mình hay background hơi khó. Tức là mọi người có hai cái hình ảnh của con vật. Một là hình ảnh của bên danh danh sách, là hình ảnh của cái ai của hạ của cái hình ảnh mà hình hoàn hóa đây kìa. Ok chưa? Hai là cái hình ảnh của mọi người, cái ảnh nền này, cái hình ảnh của cái con sư tử này, đấy, con sư tử của to đùng là sao rồi. Ok chưa? Đấy thì đơn giản là khi mọi người load ra thằng này thì là đơn giản khi mọi người load ra thằng này thì mọi người chỉ load cho mình theo cái hình ảnh cái danh sách của cái icon mà theo kiểu hình ảnh hoạt hình của mọi người lên thôi. Ok chưa? Ok thì nó cũng không có gì cả đâu. Thứ hai này, thằng phải etext. Ok chưa? Etext này. Đó. Và có hai cái nút để mọi người. Đó, hai cái nút này. Nút save chưa? Nút save và nút delete. Cái này mình nói rất nhiều rồi. Tại sao khi nào mọi người nhận được sự kiện hai thằng này? Đầu tiên đơn giản nó vẫn như cái nút thông thường ấy, mọi người phải ánh xạ nó xong thì mọi người phải xử lý cái sự kiện là set on click. Ok, on click thì mọi người vứt cho hai cái hàm xử lý vào, và mọi người sẽ phải xử lý code đó, save phải làm gì đấy, delete phải làm gì đấy. Ok chưa? Save thì mình sẽ lưu cái dữ liệu nó vào thằng set preference trong thông qua câu lệnh làm set preference chấm thì phải, mình cũng nhớ là put put theo kiểu cái này là put theo kiểu string được nhé, hoặc put theo kiểu in được tùy mọi người. Chưa? Còn delete thì mọi người phải có cái hàm gì ạ? Có cái hàm remove đúng không ạ? Hàm remove, người remove hàng dữ liệu ấy đi. Ok chưa? Đấy. Đơn giản thôi, thì tí mình vào đi sâu mình sẽ phân tích cho mọi người cái gọi là cái thằng layout thằng này đấy, nhưng mà mình quanh 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 qua qua cho mọi người xem thôi. Đấy. Tiếp theo họ này, họ nhập số này, sếp này. Chưa? Sếp này. Số các thứ này. Ok, họ lưu vào này. Họ lưu vào mọi người này. Đây họ vẫn lưu được mọi người này, 905 này, 905 này. Đấy, có cái dấu ba chấm này, họ sẽ tôi gọi mọi người. Đấy, nó cũng gọi đến mọi người này. Đấy, đây, mọi người thấy con khỉ nó to ra không ạ? Đấy, cái này là chính là custom tốt đấy, cái này nó khá dễ. Chưa? Mọi người chỉ đơn giản cho mình là mọi người có một thằng đấy, mọi người tức là nó có một thằng về custom nó ấy, xong mọi người sẽ phải tốt lên thôi. Cái này mọi người xây dựng một cái layout mọi người custom đang được. Chưa? Mọi người chuyển cho mình cái thằng image đấy, mọi người cho mình chuyển thằng hình vào đúng không? Đây là vẫn lưu trữ mọi người nha, vẫn lưu trữ nhé, delete là xóa luôn này. Cái thời gian này thì tùy mọi người, thời gian này thì cái này thì họ xét hơi lâu, thế là họ thời gian họ họ đang hơi bị ấy. Đấy, đây là code này, còn đây còn dưới là send message mọi người này, đấy, cái này code cái send message khá khá tiện lợi. Đấy, mọi người đưa ra hình ảnh này thì nó vẫn có cái thông tin về cuộc gọi đến này. Đấy. Cái này là chính là cái thằng về y tế không không tường minh mọi người, chợ can thiệp được ứng dụng bên thứ ba. Cuộc gọi tin nhắn các thứ. Ok ạ. Thì cái này nó là họ đang chỉ can thiệp về cái cuộc gọi thôi, chứ tin nhắn thì họ không can thiệp. Ok ạ. Đấy thì họ vẫn lưu trạng thái con vật này. Đấy, từng cái tin này. Ok cho mọi người. Ok, đấy là họ demo, thì bây giờ mình sẽ đi demo mọi người là cái phần của mình nó sẽ sâu hơn một chút. Sâu hơn một chút, mình sẽ mở mọi người là cái thằng mọi người lưu thằng save phần đấy ở đâu này. Rồi thì lưu trữ nó ra theo kiểu là key value hay nào này, hoặc là mình có cách mà xử lý nó sẽ tối ưu hơn về mặt đấy không, tất nhiên là nhớ là cái dữ liệu mọi người lưu nó trong file email ấy, file file thằng xem phần ấy tùy mọi người đúng không ạ. Có người thì lưu theo kiểu là tôi thích ID con vật cơ thì tôi lưu vào, tôi thích là tên con vật cơ thì tôi lưu ra key. Tôi lại chả thích, tôi thích lưu theo kiểu nào tôi khác đấy. Mọi người tùy mọi người lưu kiểu dữ liệu mọi người cũng được. Nhưng mà quan trọng khi mọi người lấy ra mọi người xóa nó hay mọi người làm bất cứ cái gì thì nó vẫn làm được, vẫn xóa được được. Ok chưa? Đấy tùy mọi người. Mình chạy bài mọi người xem này. Mọi người biết cho mình cái file save mình lưu đúng không ạ? Là có một cái thằng device explorer này, mọi người lưu trong cái file về data. Cho thư mục data cũng có tìm cái data nữa thì nó phải tìm đến một cái thư mục chứa cái tên package mọi người này, được. Sau tên package thì xong thì nó có cái file XML. À có một cái file về xe gạch dưới peripheral, okay. Thì sau đó nó trong file này nó có file XML. Đấy. Ok chưa? Đây mọi người đợi một chút để nó sẽ hiển thị lên. Để nó văn này.
khó nhất là cái phần về service, à cái phần về vụ các receiver mọi người làm thôi, nhưng mà nó là tùy vào cái hướng mọi người xử lý để nhận cuộc gọi nào ấy, nhưng mà phải xử kéo cho mình thông qua cái thằng về thông qua cái thằng về on receive, on receiver đây. Đấy, đầu tiên của mình đây. Nó có hai quyền, đầu tiên là quyền về mảng quản lý về phone phone call như họ luôn, allow đi. Tiếp hai là phone call log, quản lý về log điện thoại, allow đi. Đấy, đầu tiên cái này bình thường như mọi người không có cái gì cả, ấn vào thằng này ra thằng này tương ứng, ok chưa, cái này cũng tương ứng, cái này cũng ra thằng này tương ứng, cái này không là lớp mình cũng như hơn 12 không ạ, mọi người đúng không ạ, Raven này, ấn vào con Raven xem nào, ok chưa. Đấy, mình đã team đi, quay về cái con tiếp theo này, quay về con Peacock thì con này con công. Đấy, con công quay về đấy, nó vẫn như của họ mọi người. Đấy, con này con đại bàng nào, team đi, ok chưa. Đấy, bây giờ mình thực hiện cái cuộc gọi này. Cái này là bị lỗi rồi. Alo, cái này của mình nó bị lỗi rồi à. Lâu lâu mình cũng thao tác lại nó bị lỗi rồi à. Chờ mình chút mọi người nhé. Toast đây của mình đây. Unlock, ok. Hơi khó nhỉ, tự dưng nó lại bị lỗi rồi, lúc lắm mà mình chưa thao tác lại nên nó hơi ngố một chút. Full lock để mình xem lại nào, nếu mà không được thì chắc phải xem của họ thôi, chỉ cái này nó hơi ngố một chút, lỗ rồi mình không thao tác lại nên là chắc là nó dỗi luôn. Chắc lâu lâu này không nó không thao tác lại, nó dỗi mình luôn. Đợi đợi mình chút nhé, để mình load lại, nhưng mà nó vẫn lưu được cái trạng thái team mọi người ạ, chỉ là nó không thực hiện được cái cuộc gọi thôi. Cái team thì nó vẫn lưu được, mình chút để mình load nó lại phải xem nào. Team bây giờ nó vẫn lưu được rồi, mà số điện thoại nó đang dỗi trên tôi chơi được. Đấy, bớt nó vẫn lưu được mọi người nhé. Đấy, ba con này ấn một con này xem nào. Rồi, cái này nó dỗi rồi. Nếu fix cái này thì cũng không tiện lắm và mất thời gian mọi người ấy. Đây thì nói chung là mọi người cũng làm như họ nhé, ok chưa, nó cũng làm được như họ, khi ấn vào hiện lên cái dialog như của họ đúng không ạ. Đây thì của mình cũng cái thằng farmer đây, thằng full dialog đây, đây cũng hình trái tim này anh này, sau tên con vật này, à sau cái tên tên full con vật đấy thì save và delete đúng không ạ, đấy cũng như của họ thôi chưa. Đấy thì bây giờ mình sẽ mở mọi người, khi mọi người thao tác thành công nhé, thì nó sẽ lưu ở chỗ đâu, nó gục file đây. Mình tắt thằng design đi nhỉ. Cốt đi, mình tắt thằng design này. Đầu tiên này mình mở cho mọi người xem này. Đây. Đây, đầu tiên này. Rất là nhiều file, mọi người thấy rất là nhiều file. Ok chưa? Đấy, nó có thể là file data này. Đấy, và file data này, data có một data nữa này. Tìm cái thêm tìm cái package mọi người nhé. Tên này com example.prm cái thứ tên rất 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 là dài của mình. Com example này. Đây phần A này. Đấy, đây là phần A example. Đây. Đấy. Của mình đây là thằng nào, của mình đây có thằng Phoenix Project 3 là Project 2 đấy, Project 2 Project 1 nó vẫn lưu mọi người nhé, bởi vì sao, nó lưu vào cái file cache, nó lưu vào cái file cache, ok chưa, có một cái dấu thông tin nó bị post cache vào đây, nó vẫn lưu vào được chưa. Nhưng mà đây chính mình đây xem preference mình thao tác đây, ok chưa, mình xem nào, mở ra đấy, mình xem nào đấy, mọi người thấy không ạ, đây nó lưu thì có gì ạ, lưu theo kiểu trạng thái, kiểu đường dẫn của con vật, ok chưa. Đây của mình ấy là trạng thái là avatar này, chấm bớt này, đây là avatar mình lưu trong này, asset này chưa, avatar này, thu mục bớt này, đấy đấy mọi người lưu thế rất là tiện, ok chưa, lưu thế tiện, value nó true tức là nó được nó team ấy, còn ngược lại chắc là nó không team rồi đúng không ạ. Đấy, những thằng trong này nó sẽ đọc ra là à có những thằng này trong này nó sẽ được team, là nó sẽ true, tôi thể hiện hết tầng ngoài là true, còn nếu không thằng nào nó không có thông tin trong này nó sẽ là full chưa, à mặc định nó là full chưa. Còn nếu mà nó có trong này rồi thì nó sẽ được loát ra là nó sẽ là true chứ, hoặc mọi người loát theo kiểu key value luôn được, cái tùy mọi người làm chứ. Đấy, có bạn thì bạn đi loát, bạn đi để là name, là bạn đi để name mà tên con vật đúng không ạ, để ra thẳng tên con vật cũng được chứ, tôi để thẳng tên con vật được, nhưng mà theo mình thấy nếu mà để tên con vật thì nó cũng tốt, thì nó cũng ok, nó tùy mọi người xử lý code thôi, nhưng mà nếu mọi người đi lưu thẳng đường dẫn như mình ấy thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ biết là rõ cụ thể cái đường dẫn chi tiết mọi người luôn, ok ạ. Avatar trong thu mục bớt, ví dụ đây mình chỉnh sửa một thằng nữa đây, chỉnh sửa thằng, ví dụ là thằng có thằng avatar này
C này, trong một thằng Icon Grab này, con cua này, value nó cũng là true này, nó cũng là ok, nó loát là true hết, ok chưa? Đấy, và nhớ cho mình thằng phone cũng thế nhé, phone cũng thế, nhưng mà chỉ khác mỗi thằng phone là nó sẽ theo kiểu string thôi, string là hoặc kiểu in mọi người, mọi người put vào đây nó kiểu là in hay kiểu string thì tùy mọi người đưa vào cho nó được, và nó cũng lưu theo kiểu là cái giá trị như kiểu mọi người đây thôi, cũng là lưu kiểu avatar này, và lưu nó kiểu là cái kiểu số mọi người thôi. Okay, mọi người lưu ý mình nhé, thì tại cái lâu quá mình không mở lại cái bố dịch nó dỗ mình rồi, nó không mở được, nó có được thằng bớt này, lâu quá nó không thao tác này nó dỗ mình cái file đấy. Vậy thì mình sẽ đi vào một người sâu hơn là cái bố dịch bài thì nó của mình này thì nó có sửa đổi thêm gì không. Đầu tiên vào main activity đi. Activity thì ba cái thằng hàm này update list tại animal chả gì đổi cả, nó vẫn là update list này, nó có trạng thái con nào thì update lại. Sâu đi tiêu cũng thế, mọi người sâu tay sâu tiêu chả ảnh hưởng gì cả, ok chưa? Tìm tiếp các thứ mình vẫn là tìm rồi, sâu animal, tôi ra cái danh sách con vật ấn vào danh sách con vật thôi, vẫn là ok. Sâu home, trạng thái của home của cái home fragment nó vẫn thế, loát list thì loát list từ thằng asset ra thì vẫn thế, đúng không? Đấy, cái chả khác gì đâu mọi người ạ. Đây, nó khác với thằng này, thì khác khác mọi người ạ. Không, có một hàm check permission. Ok chưa? Tức là mình phải check permission đã, mình check về những cái phiên bản SDK hay là API về lớn hơn 2.23 ấy, thì phải mọi người hỏi nó là hỏi xem nó có cấp quyền hay không. Mọi người thấy không ạ? Là mình chỉ check mình chỉ check cho mọi người cái quyền mà nó bị fail thôi. Đấy. Tức là nếu mà cái quyền mọi người mà nó không check ấy, thì mọi người phải làm sau đó. Đấy, nếu mà quyền cho cấp thì mọi người tiến hành một loại để nó hỏi để kiểu nó hỏi người dùng ấy. Đấy. Đấy. Mình check quyền mà nó chỉ cần nó check ok không thôi. À, nó mình chỉ cần check cái quyền là nó không check thôi. Còn quyền check rồi thì thôi thì cho phép nó vào ứng dụng trang chủ của mình thôi, đúng không ạ? Chứ không phải nhất thiết là nó check đồng nhất tất cả quyền rồi mà phải tốt lên hay phải làm gì nó nữa. Ok, thì code này nó hơi lằng nhằng chút, chỉ cần check những cái điều kiện fail được không, ok chưa? Code bằng với cái code này, ok ạ, khi nó ok đấy, code make này, ok ạ, ok, check cho tới quyền này các thứ để tớ làm, xong rồi finish ra, ok. Đấy, mẹ mấy activity nó chả khác cái gì cả, thêm mỗi cho mình thằng check permission thôi, nó vẫn có thằng loạt list vào này, chưa loạt list này à, thằng về khởi tạo đối tượng về list này, loạt list này, sau cái đối tượng về phát mình hôm, chưa nó vẫn thế thôi, chẳng khác gì cả, chưa mình vào tiếp thằng animal xem nào, khác gì không? Animal chẳng khác cái gì cả, đúng không mọi người? Vẫn có từng cái đối tượng, bởi vì là mình loạt theo đối tượng mà, mình vẫn loạt ra cái đối tượng đấy chứ mình không bổ sung hay mình không thêm tắt dữ liệu cả, đúng không? Nó vẫn là thằng ấy, chưa? Tiếp theo bằng animal after đi, thằng này chẳng khác gì cả, chưa? Em mình holder chả có cái gì cả, bởi vì sao? Bởi vì là danh sách này mọi người load ra ấy. Mọi người nếu nhớ cho mình là cái thằng danh sách này mọi người load ra này. Đây, mình sẽ minh họa mọi người luôn. Đây, khi mọi người load ra cái danh sách này. Đấy, kiểu load cái danh sách này thì nó chả sửa đổi gì cả. Bởi vì sao? Nó cũng chả ảnh hưởng đến cái thằng fragment hay thằng service cả mọi người cả, đúng không ạ? Bởi vì là thằng detail nó gửi dữ liệu về thì tôi biết được là tôi ra đây là tôi sẽ hiển thị ở tôi. Thế nên là thằng animal after này nó chả ảnh hưởng gì cả. Được. Và nó sẽ áp dụng với cả đến thằng A animal detail thì nó sẽ có áp dụng nha mọi người nhé. Thằng animal after kia là nó chỉ loát ra từng đối tượng thôi thì nó không ảnh hưởng đến thằng set preference hay là service hay broadcast cả, đúng không? Bởi vì nó chả thao tác đến cái đối tượng của gọi hay là hiển thị về cái service, đúng không? Thêm sửa xóa thì nó không ảnh hưởng cả. Nhưng mà thằng animal detail nó ảnh hưởng mọi người nhé. Tại sao? Vì mọi người xử lý hai hai cái đối tượng. Thứ nhất là mọi người ấn vào trái tim thì nó sẽ hiển thị trái tim, đúng không? Thì cái này mình đã làm mấy sân hai rồi. Nhưng mà ấn vào trái tim thì nó phải lưu trữ dữ liệu nữa, đúng không? Đà mà nó lưu trữ dữ liệu rồi thì cái thằng animal after thì nó phải sử dụng thằng gì ạ? Set preference, đúng không ạ? Nó để lưu trữ dữ liệu vào. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà thằng nó phải xử lý thêm thằng 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 nút ấn thằng phone nữa, khi nó ấn vào nó hiển thị lên cái gì cái dialog để nó sẽ xử lý, và xử lý xong thì gì nó sẽ lưu cái dữ liệu đấy nó vào cái thằng về cái file email của mình, đúng không ạ? Đấy, cái thằng này nó sẽ có hai cái việc nhé. Animal after nó không xử lý gì cả, bởi vì nó chỉ đơn giản nó sẽ loát ra từng cái sách phần tử con vật thôi. Nhưng mà em muốn detail nó sẽ là xử lý từng con một. Nhưng mà nó là đầu tiên nó sẽ xử lý là team con vật sau đó mình phải lưu lại nhé. Và thứ hai là mọi người phải loát ra cái thông tin của con vật đấy, loát ra cái thông tin này, đấy. Loát ra cái thông tin của con vật là đó là cái nguy hiểm, loát ra cái số của con vật, số tại con vật nó là cái gì, và cái con vật nó các thứ nào, con khỉ nó mang số 9 là 900, con heo nó mang số 9 là 909 kiểu thế, đúng không ạ? Đấy. Đây thì mình có code mẫu mọi người sẵn này, xem phone này, phone này, mọi lấy ra này từ cái thằng đối tượng đây, animal trong to phone này, một private này, khi mà cái thằng đây, t phone này tức mọi người ánh xạ ấy, ánh xạ nó vào chấm set text, xem phone chấm catching này, đấy. Mọi người catching là từ đối tượng là cái đối tượng đây, đối tượng con vật nào này, xong người hiển thị nó lên thôi, đấy.
đơn giản thế, ví dụ như con nhưng mà con khỉ ấy, mọi người lấy từ cái file ra là từ file con khỉ này, thì là ở đây là mình lưu trữ là hai cái file XML khác nhau, tức là hai cái file CSV khác nhau nhé. Được. Mọi người hoàn toàn có thể gộp chung cho mình vào một cái file cũng được. Được. Nhưng mà nếu mọi người tách ra thì nó cũng được. Được. Đây, như mình nói, đây trạng thái là animal favorite với save phần. Mọi người một là mọi người có thể làm như mình được bô lần cái kiểu theo kiểu bô lần này cũng được. Hai là mọi người có thể là hoàn toàn cho mình là mọi người copy ra một thằng nữa. Được. Mình ví dụ nhé, mình ví dụ là mọi người copy thằng này này. Được. Đổi tên là thằng đồ dẫn gì gì đó. Được. Value là số điện thoại chính như kiểu là 9 chơi 8 8 8 2 8 9 chẳng hạn đấy, nó kiểu string này. Đấy, ok nó kiểu string này đấy. Tức là mọi người lấy ra như này cũng được, tức là mọi người chỉ cần làm cho mình một file email cũng được, nhưng mà mình đang chia hai file thì nó sẽ dành mặt đấy, vì sao mọi người không, tức là mọi người không có nhất thiết là mọi người phải có chỉ có những cái thông tin về số điện thoại hay là trái tim nữa, mọi người có rất nhiều những cái trạng thái khác bên mềm bên lề, ví dụ như là ba bốn trạng thái nữa đúng không? Mà mình vẫn gộp chung cái file này thì nó rất khó và quản lý đúng không? Ví dụ mình có hai kiểu string thì boolean thì mình sẽ lấy ra được rất dễ đúng không? Theo kiểu boolean và string mình sẽ lấy ra từng cái một, nhưng mà vì sao nó có rất nhiều kiểu dữ liệu trùng nhau ấy, vẫn là kiểu string to string nhưng mà hai đối tượng đấy nó lấy khác nhau đúng không? Thì mình rất khó xử lý và thao tác. Thế mọi người nhớ cho mình nhé, là một là mọi người tách ra cũng được, hai là mọi người gộp vào cho mình cũng được, cái tùy mọi người hướng xử lý thôi. Đấy là cái lúc mọi người thông tin cái phone mọi người hiển thị nhé. Và cái thứ hai như mình đây là mình thằng về thằng editor này, à, nó sẽ chỉnh sửa trạng thái tim của trạng thái tim của cái con trạng thái con vật. Ví dụ như là, ví dụ mình if nhé, ví dụ này, ví dụ if này, ví dụ như khi mà con vật nó khi mà con vật đã được tim nữa, ví dụ con vật được tim nhé đúng không, con vật con tiệp tim thì mọi người sẽ phải làm gì ạ, mọi người sẽ phải là cái editor này xong mọi người sẽ phải là put put cái dữ liệu vào put put boolean đấy, put boolean đúng không, put boolean put cái put boolean mọi người put put vào cái file XML của mình ấy, put vào cái file này đúng không, tại thấy không nào mà khi nó tim ấy, bởi vì là khi tim thì nó sẽ được ok khi mà thằng eo này được. Thì tức là sao con vật là không được tim đúng không ạ, con tim thì mọi người phải sao, con này con vật này mọi người phải sao, mọi người phải editor phải remove đi, mọi người phải remove cho mình đi, remove theo cái là gì, remove theo thằng thằng key và thằng key này tương ứng được. Remove theo key, ok được, put là put theo kiểu key và value, ok được. Đấy đấy phần này mình gợi ý mọi người đấy, if else phần này mọi người đã check cho mình trong thằng cái file về if file về Eastern View ấy. Đấy, trạng thái về item.info ấy, mọi người nhớ không ạ? Đấy, thì cho mọi người chỉ bổ sung cho mình đoạn dưới là một đoạn về editor.put về boolean thì nó kiểu mà key value như cái thằng này của mình. Ok chưa? Key của mình đây, key về trạng thái về đường dẫn chưa? Cái cuộc của mọi người là nếu mà mọi người code khác mình có thể là trạng thái về tên con vật được thì mọi người lấy ra của từng con. Đấy, còn remove thì mọi người vẫn remove trong key, nếu mình hai key phải trùng nhau nhé. Ok chưa? Thì mọi người phải bút cho mình vào thằng key A thì mọi người phải remove thằng key B là hơi khó ấy. Ok chưa? Cực kỳ khó đấy. Đấy, đấy thì đọc sửa cho mình thằng animal detail, ok chưa? Đây, hôm nay lúc mình nói sau đây, animal detail này, animal detail, chỗ này nó không có gì cả, bởi vì chỗ này nó chỉ đơn giản là fragment một người hiển thị thôi, chưa? Animal fragment, đấy, thì nó chỉ đơn giản, nó chỉ không có gì cả, on click này, set data init view, on attack, nó chẳng có cái gì khác cả, chưa? Không fragment có gì không ạ? Chả khác gì cả, bởi vì nó chẳng liên quan gì cả, đúng không ạ? Còn chỗ này thằng after là nó sẽ xử lý từng con một. Được. Còn là fragment đơn giản như mình nói là nó chỉ cái từng màn hình mọi người hiển thị thôi, từng màn hình hiển thị thôi, từng con hiển thị nó chẳng liên quan gì cả, mọi người làm thao tác ok, thì đa số thằng fragment mọi người chả sửa gì cả, chỉ có thằng after mọi người sửa thôi. Ở đây là có hai thằng backkit nó được sinh ra mọi người này, thằng dialog và thằng receiver. Đấy, dialog mình này, dialog là thằng phone, thằng phone thì như mình nói là nó sẽ extend từ thằng nào, extend từ thằng dialog, và đây đời em mình sẽ có thằng nào quan trọng nhất là đầu tiên là hai thằng này thì mình đã hai thằng này thì mình sẽ luôn luôn có rồi. Mọi người có thể cho mình thằng lead nhé, lead mà cũng được, nhưng mà như nói là mọi người đang hiển thị cái thằng full lock lên thôi, tức là mọi người đang hiển thị thằng đối tượng lên thôi. Đây mọi người đang hiển thị rằng chỗ này đâu nhỉ, mọi người hiển thị lên đâu nhỉ, người đợi một chút nhé, mọi người ấn ông này ấn đi rồi đi. Đây 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 mọi người, đây cái kiểu form, cái này form dialog mọi người đúng không ạ, và cái thằng này animal của mình hiện là nó sẽ tự trưng những cái ảnh này, tức là con vật mọi người chứ không phải là như lead nhá, lead là mọi người hiển thị toàn bộ thông tin nó lên luôn, thì cái animal của mình đây là nó cái ảnh con vật hiển thị chưa? Và cái thằng animal này của mình đối tượng ấy, vì do thằng animal của mình ấy, thì nó ra chứa đối tượng ảnh luôn đấy, animal là mình đang đối tượng ảnh này, ảnh đây ảnh diện đấy, thế nên là mình chỉ cần là
animal.getphoto thôi, animal.getphoto đúng không ạ, nó sẽ cái ngành con vật đấy, nó hiển thị lên đấy số thoại tương ứng này, con dialog listen, để nó sẽ kiểu như nó sẽ gửi và nhận truyền cái dữ liệu của người vào ấy tương ứng. Ok chưa, đây là cái title, thêm là con title chuyển layout vào này, in view này. Chủ đề đơn giản mọi người nhé, là mọi người sẽ phải đầu tiên là mọi người sẽ phải lấy cho mình là cái đối tượng, là từ thằng đối tượng đây, đối tượng, à đấy thì cái file đây mọi người phải lấy ra cho mình cái đối tượng từ cái thằng file mọi người hiển thị lên. Tại sao? Bởi vì là nó sẽ có hai hướng nhé, khi mọi người mà view cái, khi mọi người ấn cái thằng nút nút ấn thằng là lên ấy, nút ấn cái hình hình số thoại lên ấy đúng không, thì nó sẽ có hai trường hợp, là khi con vật của mọi người ấy mà nó chưa số thoại ấy, mọi người hiển thị lên đúng không, thì cái ô phone, cái ô dữ liệu thì nó trống ạ. Nhưng mà khi cái con vật của mọi người mà nó có số thoại, mọi người ấn lên ấy, thì số thoại của nó thì nó phải hiện lên cái phone đấy đúng không? Đấy, thế là mọi người phải tùy vào trường hợp mọi người sẽ lấy cho mình nhé, và check cho mình cái key mọi người lấy lên ấy. Bởi vì là khi mọi người lấy cái thằng key lên ấy, thì nó sẽ phải mọi người phải lấy từ thằng, tức là mọi người, nhưng mà nó là mọi người sẽ có hai hướng ạ. Đấy, thì nếu mà theo cái hướng hai là mọi người có dữ liệu ấy, mọi người lấy cái thằng từ cái thằng file, cái file email mọi người lên ấy, thì nó không có dữ liệu ạ. Thế nên là nó sẽ bị null, mà null thì nó sẽ không lấy, nó không lấy, nó sẽ không lấy lấy được. Thế là mọi người check cho mình nhé. Nếu mà nó không null, nếu nó không null tức là nó có dữ liệu, thì mình sẽ lấy từ cái file lên, và tôi sẽ phải hiển thị cái thằng về t-t-phone, nó sẽ hiển thị thằng này lên, và tôi sẽ gửi nhận cái dữ liệu mọi người cần. Ok chưa? Đấy thì nhớ cho mình nữa nhé. Và có một thằng e, có một thằng editor thì nó sẽ sửa đổi mà trạng thái nó lưu lại. Đấy, thì họ có thể là trạng thái đây, đây save đi đi delete này mọi người này. Save là mọi người sẽ lưu thằng tiếp file. Còn delete thì nó là mọi người có thể là mọi người làm trường hợp remove luôn, remove cái thằng đấy đi luôn. Ok mọi người hiểu ý mình không ạ? Đấy, tức là sao? Ở mọi người sẽ có hai hướng này, là một là thằng khi mọi người ấn nút số thoại nhé, ấn lên, nó sẽ có hai hướng, khi mà con vật nó không có số thoại đúng không ạ? Thì mọi người chỉ hiển thị cái thông tin nó lên thôi, tức là số thoại mọi người phải rỗng, thằng tt mọi người đây phải rỗng. Nhưng mà khi con vật mọi người có số thoại ấy, thì cái phần tt mọi người phải lấy cái dữ liệu ấy, nó từ cái file save before lên trong cái file email đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Và cũng như là từ để mình nhớ này, và cũng như cái file save và file delete thì mọi người phải xử lý cho mình từng cái nút item một, hoặc từ cái nút từng cái nút save hoặc nút delete một thông qua cái file mọi người sẽ ánh xạ nó. Ví dụ như mọi người ánh xạ nó là pt à, btn.save à, btn.save chấm save on click chẳng hạn. Đấy thì mọi người sẽ xử lý trong thằng save đấy. Save thì đơn giản, mọi người chỉ cần là tức là mọi người chỉ cần lưu cái số thoại mọi người vào thôi. Còn delete mọi người thì mọi người sẽ xử lý cái việc mọi người xóa cái số thoại đi. Nhưng mà mọi người ý thôi, mà put string ấy, hoặc là put về kiểu à đúng rồi, put string hoặc put về kiểu in. Còn delete mọi người chỉ cần remove thôi. Ok chưa? Đấy, thì mình có cái thằng này tương ứng này. Đấy, khi là phone và lưu lại animal các thứ này tùy mọi người thôi. Đấy, phone dialog này, chúng em mọi người sẽ đăng lắng nghe sự kiện mọi người này. Đấy, thì cái này nó khá là, tức là mọi người phải xem cho mình cái phần này, phần custom dialog thì mình cũng nói mọi người trong cái phần về service rồi, mọi người sẽ xem lại cho mình cái phần đấy với nhé. Đấy, thôi thì mọi người chỉ có cái là mọi người phải bổ sung cho mình hai cái hướng như mình vừa nói, mọi người xử lý. Có cái dữ liệu thì tôi hiển thị lên cái thông tin số thoại của con vật đấy, còn không có dữ liệu thì tôi hiển thị cho nó là cái dạng trống thôi. Tiếp theo là receiver, tức là mọi người post service đấy. Có một hàm về on receiver. Mọi người sẽ phải nhận cái dữ liệu nó về lên. Đây có một thằng hàm là make in emote tốt. À, thì tức là mọi người đây mình đã custom lại cái tốt của nó ấy. Đây thì mình có thể mình mở lại mọi người xem nhỉ. Đây. Đấy, đơn giản thì mình sẽ mở lại cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Thì đây mọi người cũng ánh xạ file layout thông qua layout interpreter ạ. Đấy. Có một cái file item đây tốt đây. Đấy. Đây mình thằng này đây. Item tốt này. Đấy ok chưa? Đấy, tốt mọi người hiển thị lên, mình sẽ riêng cái email nó hiển thị ấy. Ok chưa? Đấy, mình ánh xạ nó về này. Mình dùng thằng này để mình sẽ là mình ghép được cái đường ở đây, mình ghép được cái đường dẫn, bởi vì khi mình gọi điện thoại ấy, thì mình sẽ hiển thị ra cái thông tin con vật tương ứng đó, tức là cái ảnh con vật tương ứng ấy, thì mình ghép cái dữ liệu từ xe với phần ra đó. Đấy nó rất tiện luôn, thằng này rất tiện. Ok chưa? Đấy, sau thằng này photo chụp pad này, nếu mà cái đường dẫn mà nó không luôn ấy, thì nó sẽ mở cái đường dẫn đấy mọi người lên. Ví dụ như là cái đường dẫn mọi người là nó không bị trống à, đúng rồi. Không, nếu được rất mọi người không 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 bị trống ấy, thì nó sẽ hiển thị được cái thông tin mọi người lên, có như số thoại của mọi người ấy, mà mọi người à, ví dụ mọi người cho phép hiển thị cái emoji lên ấy, thì nó sẽ được custom lại đây, cái đoạn này nó sẽ cái custom tốt mọi người này, tốt chấm tốt này, set tốt duration này, set view này, sau này, ok, cái sau có một cái hàm này rồi, có cái hàm hiển thị cái tốt này thì mọi người sẽ vứt nó lên trên này cho mình, vứt lên chẳng hàng hàm receiver, nó sẽ gửi những cái dữ liệu cho mọi người cần tương ứng, mọi người thấy cho mình cái thằng về intent này thấy không ạ? Thì cái thằng về mình vừa gửi cho mọi người ấy.
y tế không tường minh ấy. Ok, xem broadcast đi, chuyển vào y tế đấy thì tương ứng như thế. Đấy, thì mình sẽ gửi cho mọi người cái file cái thằng Hàn này chưa? Đấy, mọi người thì mọi người có thể tham khảo cách làm như mình chưa? Inverter để ánh xạ từ cái file layout về file code này, ánh xạ view này, mọi người gọi thằng xem ra để lấy ra cái đường dẫn ảnh các thứ này. Ok chưa? Nó sẽ sử dụng nó và thao tác trên nó thôi đã được đúng không ạ? Ok, thì đấy là cái bài qua của mình. Tất nhiên là nó để demo cái cuối cùng nó hơi fail một chút, nhưng mà chắc là lâu rồi đấy, lâu quá thì code nó hơi bị rỗ dối mình chút, nó không hiển thị lên, mọi người thông cảm mình vẫn, nhưng mà mình vẫn show mọi người được cái file về XML này chưa? Đấy, mọi người tạo ra. Tất nhiên là cái này tùy mọi người thôi, nhưng nó là mọi người có thể tạo cho mình trùng cái file dữ liệu, mọi người có thể làm hết tất cả file anh em này trong một file XML cũng được, nhưng mà như mình làm mình sẽ tạo ra hai file XML chưa? Cái tùy cách làm mọi người xử lý và thao tác thôi chưa? Nhưng mà dialog mình sẽ dựng tiêm một hàm dialog để extend từ thằng dialog chưa? Đấy, còn thằng receiver mình extend từ thằng đây một các receiver. Ok chưa? Như hiện những cái phần vừa mình nói mọi người đấy, thì mọi người thể về làm cho mình là thao tác. Nếu có bất kỳ lỗi nào thì mọi người có thể làm hỏi đáp trên kênh PRM cho mình chưa? Mình là thao tác mà cũng như là trả đáp giải đáp cho mọi người tương ứng cho mọi người tâm cái phần đấy nhé. Tất nhiên là nếu mà check cụ thể mọi người lỗi sai nào thì mọi người mình phải cần cả code để mình check, nhưng mà đa số mình vẫn mong muốn là mọi người cứ có cái lỗi nào mọi người sẽ phải tìm hiểu ấy, kỹ sau thì mới hỏi mình ấy, để mà mình cứ dần dần cải thiện cái năng code như cái kỹ năng search của mình ấy, nó sẽ tối ưu hơn cũng như là ok nhất. À, mình quên mất cái quyền quan trọng nhất, cái thằng Android manifest đây. Android manifest quên mất nhé. Đây đấy, đầu tiên là cái quyền đây, read for lock, hai quyền mình vừa bảo mọi người ấy, hai quyền mình vừa show mọi người, đây mình sẽ gửi cho mọi người trong chat này, hai quyền mình vừa gửi cho mọi người luôn đấy, hiển thị quyền manager và quyền full lock đoạn mình vừa cho mọi người xem. Ok, và đã làm về broadcast receiver thì nó phải có cái gì ạ? Khai báo broadcast receiver đúng không ạ? Đây tên file của mình đây. Tại sao mình có thằng receiver này? Bởi vì là cái tên này cái tên thư mục đấy, đây tên thư mục là receiver. Ok, tên thư mục receiver nên là phải có receiver chấm full state chấm emoji receiver. Ok, chuyển vào full state. Bởi vì mình muốn làm cái cuộc gọi mà ạ. Còn như cái ví dụ mình vừa bảo mọi người là cái airplane, cái ngang mốt đấy, thì nó đang muốn về cái thực thi về những cái luồng mà chế độ máy bay các thứ đúng không ạ? Đấy, thì mình không cần cái đấy. Đấy, mọi người nhớ cho mình về thằng này nhé. Đấy, quyền đọc ghi mình quên mất cái này quan trọng nhất đấy. Quan trọng nhất là mình lại quên mất. Nhiều bạn làm xong lại bảo là làm đúng nhưng mà lại không có quyền về đọc ghi hay check các thứ này thì hơi khó đúng không ạ? Đây, của họ nó rất là chi tiết này, cũng như của mình đấy. Ok chưa? Đấy, lưu dừng delete này, giá hai thông tin này, đường dẫn ảnh và chuỗi phone này, giá trị về số thoại này. Ok chưa? Đấy, tổ chức code này, đấy họ cũng chia ra được dialog và emblem này và phone state trong emoji này. Đấy, cũng như mình mà ta đấy, mọi người thể xem của file nhà trường đưa ra cũng được ấy, hoặc như cái file này mình vừa tham khảo và cũng như là hướng dẫn mọi người. Ok chưa? Nếu mình chạy được một chuyện nhé, thì mọi người phải xem cho mình về cái tiêu chí chấm điểm nữa này, chưa? Duy sơn này, chuẩn hóa dữ liệu này, chưa? Custom nói cái custom tốt này, custom dialog nữa. Thì xem cho mình cái thằng custom dialog và custom custom tốt mình nói trong cái file về bài bài số mấy nhỉ, bài bài số 5 mà bài bài số 5 mình nói với mọi người rồi. Ok chưa?